Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ai Cập, ngày 24 tháng 10, thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập đã chủ trì tổ chức sự kiện tọa đàm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và kết nối doanh nghiệp Hà Nội - Ai Cập 2024. Phát biểu khai mạc tại tọa đàm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định kết quả phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Ai Cập trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch, giao lưu văn hóa, nghệ thuật là nền tảng, điều kiện thuận lợi để thúc đẩy tiềm năng hợp tác. Tọa đàm xúc tiến đầu tư lần này được tổ chức với mong muốn tiếp tục quảng bá hình ảnh tốt đẹp, môi trường đầu tư an toàn hiệu quả của Hà Nội để tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch giữa Hà Nội và Ai Cập. Thành phố Hà Nội luôn coi trọng và sẵn sàng tạo những điều kiện tốt nhất khi các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ai Cập quan tâm đầu tư kinh doanh tại Hà Nội, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo. Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội đã đến thăm và gặp gỡ, trao đổi với Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập. Với vai trò là cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài, cán bộ, nhân viên của các đại sứ quán luôn nỗ lực hết mình hỗ trợ tối đa cho việc thúc đẩy hợp tác giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Cairo để phát huy mạnh mẽ quan hệ hợp tác cấp địa phương, đóng góp vào kết quả hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Ai Cập đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.